Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày hôm nay thì Tùng cùng với quý chị tiếp tục đi đến khu vực Hồ Tràm. Thì nhưng mà video này thì chúng ta sẽ đi bắt đầu ngay tại khu vực đầu của Hồ Tràm nha thưa quý anh chị. Là ngay cái khu vực Vietso Metro rồi Hồ Tràm Complex. Và cái dự án đầu tiên mà chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ở đây, đây chính là một phân kỳ của Nova World Hồ Tràm, hay còn gọi đây là Wonderland nha thưa quý anh chị. Thì đối với khu vực Wonderland này thì hiện tại bây giờ đã được xây dựng toàn bộ những cái căn shop house mặt tiền đường đã xây dựng xong và sẽ được vận hành trong cái thời gian sắp tới, và đây đã trở thành một trong những cái điểm để check in dành cho du khách khi mà đi qua khu vực này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể dừng lại ở đây để có thể check in ở đây, và trong tương lai nó sẽ có thêm những cái quán nhà hàng, những quán cà phê nằm tại khu vực này. Wonderland thì được hình thành và phát triển bởi tập đoàn Novaland, là một trong những cái 10 phân kỳ của dự án Nova World Hồ Tràm. Thì Nova World Hồ Tràm với tổng thể diện tích lên đến khoảng 1.000 hectare, thì đối với Wonderland là một cái phân kỳ nhỏ. Đây là trong một cái phân kỳ nhỏ nằm rất gần với Melia Hồ Tràm nha thưa quý anh chị. Thì đối với cái dự án này thì nó có chủ đề là xứ sở thần tiên, thanh âm sống động và màu sắc rực rỡ miền nhiệt đới. Cái khu vực này thì được phát triển bởi tập đoàn Novaland trên tổng số quy mô diện tích lên đến khoảng 9 hecta. Các loại hình sản phẩm trong cái khu vực này thì có bao gồm là khu lưu trú nghỉ dưỡng, bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng, tổ hợp khách sạn 4 sao do Marriott vận hành, khu khách sạn mini, khu thương mại dịch vụ và khu phố thương mại liền kề có khoảng cỡ 125 căn. Thì trong cái khu vực này á, là chúng ta đang nhìn thấy ở đây là ngoài cái mặt tiền đằng trước á, là đã có những căn shop house đã được kinh doanh, đã được xây dựng xong tại khu vực này. Thì những cái khu vực bên trong, những căn shop house bên trong chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì cũng đã được cơ bản xong về móng và bắt đầu xây dựng lên. Thì đối với anh chị nào mà đã sở hữu những cái sản phẩm ở đây thì anh chị có thể hoàn toàn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mới nhất của cái dự án Wonderland này. Và cái khu vực mà xa xa phía kia, ngay cái khu vực mà xanh mướt, những cái biệt thự xanh mướt cùng với một cái tòa nhà cao ở bên đó, đó chính là dự án Melia Hồ Tràm nha thưa quý anh chị. Đó chính là cái khu resort cao cấp, có thể nói là hiện tại bây giờ là cái sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất nằm tại khu vực Hồ Tràm, là Melia Hồ Tràm. Và sau đó chúng ta sẽ nói đến cái dự án thứ hai, đó chính là dự án Grand Hồ Tràm. Mặc dù Grand Hồ Tràm đã có trước cả Melia Hồ Tràm, nhưng mà đối với khi mà chúng ta nói với Hồ Tràm mà nói đến Melia Hồ Tràm là chúng ta đã nói đến những cái đẳng cấp nhất của khu vực Hồ Tràm rồi. Bởi vì ở gần đây chỉ cách cái chợ khu vực trung tâm của Hồ Tràm, đó chính là chợ hải sản Hồ Tràm, thì nó chỉ cách khoảng cỡ 6 cây số nha thôi quý anh chị. Và kế bên Melia Hồ Tràm thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ có thêm một phân kỳ của Nova World Hồ Tràm, đó chính là Wonderland. Và gần với cái khu vực Wonderland này á, thì chỉ cách khu vực Wonderland này trong khoảng cỡ 3 cây số thôi là chúng ta sẽ đến khu một cái phân khu cực kỳ cao cấp của Nova World, đó là đảo Habana. Thì đảo Habana cũng đang được xây dựng và phát triển, và cũng chỉ mới có bắt đầu mở bán vào cuối năm 2021 vừa qua mà thôi, nhưng bây giờ Tùng đã thấy là các cái công trình đang được xây dựng ở đây rất là rầm rộ. Và mặc dù là dịch Covid như vậy nhưng mà rõ ràng thấy một điều rằng là toàn bộ khu vực mà Hồ Tràm thì bây giờ chủ đầu tư vẫn còn đang xây dựng mạnh mẽ nhất, đó chính là Novaland. Và chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh thực tế về cái khu vực Wonderland đang được phát triển tại khu vực Hồ Tràm nha thưa quý anh chị. Đây, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến ngay chỗ cái ngã ba, chỗ Vietso Metro, để chúng ta cùng nhìn xung quanh cái khu vực này để chúng ta cập nhật những cái tiến độ mới nhất của những cái khu vực này. Bởi vì gần cái Vietso Metro này thì chúng ta sẽ có một cái dự án rất là nổi bật của tập đoàn Hưng Thịnh, đó chính là Hồ Tràm Complex. Đối với khu vực ở Hồ Tràm Complex thì nó nằm ngay sau lưng cái Vietso Metro mà chúng ta đang nhìn thấy trước mặt ở đây. Đây là Hồ Tràm Complex chính là cái khu vực mà ngay nằm ngay giữa ngã ba đây.
chúng ta đang nhìn thấy là tập đoàn Hưng Thịnh đã rào rào vây toàn bộ khu vực này lại. Thì khu vực này nó sẽ được phát triển hai dòng chính là shop house và căn hộ. Đối với cái khu vực này thì căn hộ ở đây nó sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, đó là các căn hộ trực diện biển và rất là gần với biển, đi chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã đến bờ biển rất là đẹp của khu vực Hồ Tràm rồi. Đối với biển của khu vực Hồ Tràm thì Tùng đánh giá rất là cao cái khu vực này, bởi vì khu vực này được cái nhìn về tổng thể thì biển ở đây, bãi biển ở đây rất là trắng, xanh, sạch, và cái nước biển ở đây cũng rất là ok nha, thưa anh chị, rất là đẹp và xanh ngắt như chúng ta đang nhìn thấy ngay trước mặt đây. Và chúng ta cũng sẽ có nhìn sơ qua về cái Vietso Metro nha, thưa anh chị. Về khu Vietso Metro, đây là một trong số những cái khu du lịch, khu nghỉ dưỡng lớn tuổi tại khu vực Hồ Tràm, được bắt đầu vận hành từ khoảng năm 2012. Và đến thời điểm hiện tại thì Vietso Metro vẫn đang là một trong những cái resort đang được rất là nhiều những khách hàng yêu mến và sử dụng cái dịch vụ của họ nằm tại khu vực này. Thế thì về cái khu vực Vietso Metro, cái điểm nổi bật của nó là Tùng nghĩ có lẽ là ngay khu vực ở giữa, khi mà họ đã xây dựng rất là nhiều những cái công trình ở đây, và đặc biệt là về khu vực hồ bơi rất là đẹp nha thưa anh chị. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trước mặt chúng ta ở đây là tuyệt vời, một cái khu vực hồ bơi rất là tuyệt vời nằm ngay tại khu vực này. Đấy thì khu vực Vietso Metro thì được đón khách từ năm khoảng 2012. Hơn một nửa diện tích của khu nghỉ dưỡng được bao phủ bởi rừng tự nhiên hơn 20 năm, và là nơi lý tưởng cho các sự kiện du lịch, MICE, hội nghị, hoạt động dã ngoại rồi team building. Và lợi thế về tài nguyên rừng, bãi biển đẹp, cụm hồ bơi lớn nhất khu vực, cảnh quan hoang sơ và thơ mộng. Đây được coi là một vùng du lịch sinh thái phát triển nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong vài trong những năm vừa qua, và đến tận thời điểm hiện tại thì Vietso Metro vẫn đang còn là một trong những cái resort mà được rất là nhiều người Việt Nam chúng ta đang yêu thích. Và ngay kế bên đây, cái mảnh đất trống ở giữa này thì cũng sẽ có một mảnh một cái phân kỳ một cái phần đất của khu vực Hồ Tràm Complex, khi là để phát triển các loại hình biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn Hưng Thịnh nha thưa anh chị. Và cái khu vực này thì được nói rằng đây chính là cái khu vực đầu tiên của Hồ Tràm, bắt đầu từ Hồ Tràm và đến bắt đầu của thiên đường nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Và khu vực này thì hiện tại đang phát triển mạnh nhất trên toàn bộ 20 cây số tại khu vực Hồ Tràm. Từ đây để đi đến ngã tư Hồ Tràm, ngay cái chỗ chợ hải sản thì khoảng cỡ 6 cây số. Và nếu như mà từ đây cho đến cái phân kỳ đầu tiên, phân kỳ đẹp nhất của Novago Hồ Tràm, đó chính là The Tropicana, thì nó sẽ dao động trong khoảng 22 cây số nha thưa quý anh chị. Thì đây là chính từ đây cho đến khu cuối cùng của Novago Hồ Tràm, chính là toàn bộ cái khu vực thiên đường nghỉ dưỡng tương lai của Hồ Tràm đang được phát triển rất là mạnh mẽ. Rồi, cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.